6-7-3 e. Đó, mẫu này là phát được live stream nha. DP lập trình chống hú này. Tiếng ca là tiếng lập trình cho mình luôn ha. Đó. Bên em đang test trên cái mẫu này, mặt thùng này, ba tắt đơn này, ba đường tiếng bass, trung này và chép ha. Rồi bây giờ sẽ quay test cái mẫu này cho mình coi ha. Test cái nhạc trước nha. Bây giờ tới nhà phần tiếng bát của mình đánh thôi, đi lục hay không ha. Bật nguồn lên này. Đang nhấp nháy thôi nên là chưa có nói Bluetooth này. Mình phải giao trong một Bluetooth này. Đó, báo connected là Bluetooth nó sẽ không còn nhấp nháy nữa ha. Rồi ha, em test một đoạn ngắn như thế này, như vậy cho mình nghe thôi. Tiếng bass rất là mạnh và uy lực ha, cực kỳ mạnh luôn. À, cái này em quay bằng điện thoại cho nên chất lượng âm thanh nó sẽ giảm đi chỉ còn 30-40% thôi. Thì những anh nào mà muốn mua trực tiếp hàng mà ở gần em á, thì có gì mình trực tiếp mình tới cửa hàng bên em để cho em test tại chỗ cho mình nghe ha. Cảm ơn các anh đã theo dõi video của em. Xin chào các anh, xin chào tất cả các anh và hẹn gặp lại video sau.